Thì cái bài hôm bữa là cô demo các bạn thêm, muốn demo cái bài toán thêm sửa xóa sử dụng hoàn toàn bằng JavaScript. Thì bạn nghĩ bỏ dùng jQuery nó gọn thì đúng rồi, dùng cái code jQuery nó sẽ gọn hơn, hiểu không ạ? Trong bài hôm nay cô sử dụng một cái HTML DOM, tức là vừa sử dụng object trong JavaScript, đồng thời cô vừa sử dụng cái HTML DOM, đúng không ạ? Và trong cụ thể là cô dùng table nè, cô sử dụng cái DOM ở trong cái dùng cho thẻ table, đúng không ạ? Thì cái kiến thức cái này các bạn hoàn toàn có thể xem ở trên cái WBASCOOL, các bạn có thể nhìn thấy rõ ha. Vậy ba hôm trước ta sẽ làm cái gì các bạn nghe nhé. Đầu tiên thì cô đã tạo cái giao diện, một cái form để nhập liệu và một cái table danh để cô đổ cái danh sách dữ liệu vô, đúng không ạ? Table đấy. Và trong cái phần JavaScript cô tạo một cái hàm mẫu. Cái này bữa trước là giảng rất kỹ về cái này, mà thực ra nó lại khó nhất là cái phần này, tức là cô xây dựng cái mẫu để tạo object. Trong cái mẫu này thì tôi tạo cái mẫu để tôi tạo cái object này sinh viên gồm 3 thuộc tính, đó là mã, tên và điểm. Ta có một cái phương thức gọi là phương thức xếp loại. Cách viết phương thức là ta dùng did.tên phương thức bằng function, trong này là thân của hàm, đúng không ạ? Cái nội dung của nó, thân hàm. Ok. Rồi. Cái này là cái phương thức để xuất dữ liệu ra. Và cái này là cái phương thức để tôi đổ cái dữ liệu vào table. Mỗi lần tôi insert tôi lại fill cái dòng để lên table, insert tôi lại fill dòng để lên table. Đúng không ạ? Rồi. Đây là cái lớp mẫu, cái hàm mẫu để tạo lớp. Rồi. Cái thứ hai là cô sẽ tạo một cái mảng để lưu trữ. Đúng không ạ? Tạo một cái mảng để lưu trữ cái danh sách của ta. Và tôi có một cái biến gọi là biến đếm. Cái biến này nó chính là cái chỉ số, cái index ở trong mạng. Cái chỉ số bắt đầu từ 0. Chỉ số bắt đầu từ 0. Tôi viết một cái hàm gọi là hàm thêm. Trong hàm thêm thì tôi sẽ lấy 3 phần tử, 3 giá trị ở trên form. Sau đó tôi add nó vô cái đối tượng là sinh viên. Và tôi gán cho cái danh sách, đúng không ạ? Gán cho danh sách. Đó. Sau đó tôi sẽ fill cái phần tử này vào table. Và sau khi tôi add thì tôi sẽ được một cái danh sách. Dữ liệu các bạn này lưu vào cái mảng này. Dữ liệu cứ lưu vào cái mảng này. Và mỗi lần lưu như vậy cái biến y tôi sẽ tăng lên 1. Nghĩa là tôi lưu vào, tôi chỉ số là 1, tôi lưu tiếp về nữa chỉ số tôi tăng lên 1, đúng không ạ? Cứ như vậy thì tôi sẽ fill dữ liệu vào một cái mảng. Vậy tôi sẽ làm 2 công việc. Công việc thứ nhất là tôi sẽ fill cái dữ liệu này vào mạng. Công việc thứ hai là tôi sẽ đổ dữ liệu ra table. Đồng ý không ạ? Tôi sẽ đổ dữ liệu ra table. Đó. Đấy thôi. Cái việc tiếp theo của ta bây giờ sẽ là làm thêm các cái bước gọi là sửa và xóa và bắt lỗi. Bạn nghĩ là bắt lỗi ngày tháng, đúng không? Bắt lỗi ngày tháng thì bạn cảm thấy bối rối. Thì tôi sẽ hướng dẫn luôn các bạn cái phần bắt lỗi ngày tháng. Thì theo bạn nghĩ thì bạn để cái ngày tháng theo kiểu gì nè? Nghĩ á? Kiểu tách bình thường? Hay là kiểu date? Kiểu date thì đâu cần bắt lỗi nữa. Kiểu date nó mất rồi, bản thân nó đã nó mở ra nó mình đâu cần bắt. Hả? Em muốn sao? Vì cái for đây. Em muốn tôi ví dụ bạn muốn thêm một cái bạn thêm một cái input nữa, điểm rồi ví dụ thêm cái ngày sinh nữa, đúng không? Bạn muốn bắt cái gì đây? Đây.
bằng gì, bạn muốn type bằng gì. Đấy, đúng không? Ok, phải không? Name bằng txt, ngày sinh, ID, ngày sinh, rồi gì nữa? Placeholder, ngày sinh. Đúng chưa? Đây đúng không? Thì nó sẽ check ngay như này. Nó chỉ để đây đây mân mân dây dây, nó không có placeholder. Rồi ok. Bạn muốn sao? Nếu như này nó sẽ, bạn muốn như nào nè? Bạn muốn làm thao tác gì với ngày tháng đây? Bạn muốn thao tác gì với ngày tháng? Khác năm hiện tại hả? Nhỏ hơn hay là khác? Khác hay nhỏ hơn? Theo cô phải nhỏ hơn nữa chứ. Chứ bây giờ mà em mà sinh mà năm nay năm 2019 mà em sinh 2020 được không? Là khác đó. Khác 2019. Nhưng mà bây giờ các bạn muốn xử lý cái ngày ở trên năm ở trên này hay là muốn xử lý từ tay các bạn xử lý? Có nhiều cách để xử lý. Sao nó nguyện vọng đi để tôi xử lý luôn. Ờ thì cái đấy thì các bạn check năm thôi. Tháng năm là cùng lắm là tháng năm. Lấy cái hàm với cái hàm so sánh ngày, lấy cái ngày này với ngày kia mà nó không đủ là nó lỗi. Rồi còn gì nữa không? Cái đấy thì ngắn mà, cái đấy thì có gì đâu. Lấy cái thời điểm hiện tại thôi, cái ngày hiện tại là hàm gì đấy ạ? New today, cái hàm ngày hôm nay là ngày gì? Today là bằng new date, đúng không? Đúng không? Đây, rồi, bây giờ ta sẽ làm như này. Tôi sẽ hoàn thiện nốt cái này là cái phần bắt lỗi. Được chưa? Cái này phải không được trống, cái này không được trống. Đúng không? Và nếu như nó mà trống thì tôi sẽ báo lỗi ở cái deep ở ngoài bên ngoài này. Đúng không ạ? Tôi để cái deep ở đây bên cạnh. Đó. À đây cô sẽ để một cái thẻ ở bên này. Cái thẻ bên một bên cạnh thì tôi để là thẻ span. Span trong dòng. Đó. Điều các bạn để cái này là ID là error của cái anh gì? Mã. Đúng không? Đây, tôi sẽ bỏ lỗi bên này. Ok, bỏ lỗi bên này. Được chưa? Đấy, thì các bạn tương tự như vậy, các bạn copy cái này. Cái này là ID error, mã style là error chẳng hạn. Xin lỗi, class. Tôi bôi anh này, tôi để bên cạnh. Đúng chưa? Chưa? Đó. Khi có lỗi nó sẽ ra lỗi ở đây. Anh này thì khi nào trống thì người ta mới bắt lỗi thôi. Con số đã giới hạn từ 0 đến 10 rồi, điểm thì các bạn không thể nào vượt quá được. Thì cái này các bạn chỉ bắt lỗi trống thôi. Đúng không? Vậy cái chỗ này các bạn nhìn là tại sao cô lại để như vậy? Tôi để cái deep ở đây, để cái span đây để các bạn bảo lỗi. Cái này là mã, cái này là tên.
Cái này là điểm đúng không? Cái này là ngày sinh. Đó. Thì bây giờ các bạn đặt, bây giờ cái này các bạn đặt là cái style cho nó là màu đỏ. Đó ạ. Style error color red. Được chưa? Đó. Phân weight bố ví dụ như vậy. Ok. Rồi. Các bạn viết khi các bạn insert hoặc update thì các bạn đều gọi đến bắt lỗi validation form. Vậy các bạn sẽ bắt lỗi trước khi các bạn insert. Hiểu không ạ? Bắt lỗi insert. Insert mà thành công thì ok, thì các bạn tức là bắt lỗi thành công thì các bạn mới insert. Còn bắt lỗi không thành công thì chúng ta sẽ không insert đúng không? Thì tôi viết một cái hàm validation form ở đây. Valid form. Đấy. Nếu mà cái này cô sẽ sử dụng jQuery kết hợp được không ạ? Được đúng không? Hả? Sao em? Đúng rồi. Ok. Đấy, thôi tí nữa jQuery đi. Bây giờ này, ta có là V mã gắn bằng document. Cái này thực ra nếu dùng jQuery nó chỉ là cái dấu đô la hoặc là nó xong, đúng không? Cái này viết nó dài dòng. TXT mã chấm value if v mã chấm chim rút gọn lại, tức là nó tôi cắt trắng, cắt trước cắt sau đúng không ạ, chấm len mà bằng không, thì tôi bắt đầu tôi mới cái hàm cái này nè, bây giờ tôi mới show ra nè, hiểu không ạ, anh này nè, được chưa? Thì tôi có là document.getElementById. Tôi đưa vào error mã chấm .inner.html chẳng hạn, gắn bằng bạn chưa nhập gì ạ? Mã. Đó. Anh này bây giờ bỏ trống đi. Ủa bỏ rồi. Rồi. Giờ cái này các bạn để chưa nhập. Thêm cái. Tôi chưa bắt lỗi, xin lỗi. Tôi chưa gọi. Để gọi thì các bạn gọi đây, ta gọi đây nè. Trước khi insert, đúng không? Trước khi insert ta sẽ làm gì ạ? If cái này mà không return F valid form. Nếu cái này là không ok ta return. Return gì ạ? False, return luôn. Thoát rồi, không insert nữa. Và cái này nó return. Tôi return false. Nếu không lỗi tôi sẽ return true. Đúng không ạ? Okay, chạy lại nhé. Tôi kiểm tra anh valid form trước. Được chưa? Nếu anh này thành công thì tôi mới chạy tiếp. Còn này anh này không thành công, tức là phủ định của nó đây, thì tôi return luôn, thoát ra khỏi hàm luôn, không thực hiện những câu lệnh dưới nữa. Hiểu không ạ? Ok, chạy lại. Dưới không thực hiện, nó không được chèn vô nữa. Bạn sẽ nhập mã. Được chưa? Bây giờ tôi chỉ cần gõ vô rồi. Khi tôi gõ chữ vô thì ở đây nó mất đi. Và hoặc là tôi thêm cái chữ này nó sẽ mất đi. Hiểu không ạ? Thì để mà chữ mất đi, tôi có cách xử lý như thế nào?
Cái này tôi gán bằng nhảy. Đây, tức là tôi không nhập, tôi thêm cái nó báo lỗi. Nhưng mà giả sử tôi nhập, tôi thêm cái chữ này nó, cái này mất đi. Nhưng tôi muốn là khi tôi bắt đầu gõ nó mất luôn. Thì ta phải xử lý sự kiện gì đấy ạ? On key press, đúng không? À, nó có hai loại on key up, on key down và on key press. Hiểu không? Hiểu ý không? Ok, nhìn nào. On key press. Nhưng mà nếu on key press là phải xử lý nha, phải xử lý cho nó. Nếu mà bằng chống thì nó cũng phải gọi. Cho nên là phải tách ra một cái nữa. Nhưng mà ok, tôi xử lý các bạn coi. On key press, tôi gọi đến anh này. Thêm, nó bắt, rồi key press. Gõ thêm một cái nữa, nó mới gọi. Vậy xử lý on key press chưa được. Tôi xóa. Nếu mà nó về trống, khi tôi press, nó về trống, nó phải đưa về gì ạ? Nó phải bắt được cái này, khi tôi xóa nó thì cái giá, nó phải bắt được cái value của nó. Hiểu không? Mỗi lần press, tôi phải bắt được cái value của nó. Thì bây giờ thứ nhất à, vậy on key press nó sẽ không xử lý ngay tức thời mà nó chỉ xử lý gì ạ? Vào ký tự tiếp theo. Nhìn nha. Bây giờ nó sẽ không xử lý tức thời A sang B, bắt đầu nó mới xử lý tiếp theo. Cho nên tôi sẽ phải là on key up. Up hay là down? Up hay là down? Đây, nhìn nè. Các bạn phải xem tình huống của nó nha. À, mất chưa? Vậy cái trường hợp mà on key press và on key up hay on key down, các bạn phải xử để chỗ này, đúng không? Bây giờ tôi xóa này, xóa về trống nó lại hiển thị lỗi liền, thấy không? Mất chưa? Xóa up hiển thị lỗi, ok chưa? Ta có 3 sự kiện key nha, key down, key up và key press. Key press là các bạn phải nhấn vào nhà, tức là một lần gõ, nó mới là press. Press là nhấn phím gõ, còn up là nhấn thôi. À, down là nhấn xuống, còn up là nhả ra. Hiểu không ạ? Xong chưa? Ok chưa? Vậy là các bạn có thể xử lý là bằng cách là các bạn, nếu mà các bạn nhấn xuống là nó tự nhiên nó sẽ mất, đúng không ạ? Rồi họ tên tương tự, đúng không? Họ tên tương tự. Và cái này thì các bạn nên tách ra các bạn. Tách gì ạ? Tách riêng dành cho mã, tách dành cho tên, tách dành cho mấy cái này. Không thì sao ạ? Nó gom hết một cái này nữa, rất nguy hiểm. Nó dùng chung, đúng không ạ? Nó rất là nặng. Rồi tên tiếp tục bỏ cái này, cô bỏ cái này luôn, bỏ cái này luôn. Ok, mấy cái này sau này các bạn viết tiếp, cô không viết nữa. Thêm lỗi, những cái này các bạn từng viết được không? Cô viết một lần thôi nha, cô không viết hết nha. Ok, những cái bắt lỗi trống rồi, trống cái này, ok được chưa? Maximum bao nhiêu các bạn nên tách ra. Nên tách ra cái viết riêng dành cho tên. Tách ra nó sẽ gọn hơn, nó sẽ xử lý nó dễ hơn nhá. Hả? Không, cũng vậy à. Em cũng phải viết vào đây. Viết vào đây tách ra nhỏ nhiều cái. Cũng vậy, không có dài. Không có dài. Nó không có khái niệm dài. Và các bạn ở đây, các bạn khi các bạn tách từng cái một, các bạn rất dễ xử lý. Các bạn để chung một cái, nó đi đâu nó ôm chùm, nó xử lý.
hiểu ý không? Ok, rồi. Vậy đó là cách xử lý. Còn để đưa con trỏ vào đối tượng thì các bạn chỉ cần copy cái anh này chấm focus là xong. Chấm focus thì nó sẽ đưa con trỏ, nó báo lỗi xong đưa con trỏ vào đây, đúng không ạ? Báo lỗi đưa con trỏ vào luôn. Thì cái này ta dùng cái focus lỗi, thấy chưa? Ok, đưa con trỏ vào luôn. Các bạn đỡ phải đưa con trỏ vào, nó biết lỗi ở vị trí nào. Rồi, xong cái phần bắt lỗi, bây giờ đến cái phần ngày tháng, đúng không? Bây giờ bạn muốn làm ngày tháng nào? Bạn lấy được cái value ngày tháng, ngày tháng có check riêng một cái. Function is ngày sinh. Ngày sinh khác ngày bình thường. Tại vì là các bạn sẽ có một số cái ràng buộc ở trong cái ngày sinh. Nó nằm trong khoảng từ 18 đến 65 hay không? Ví dụ như vậy. Đúng không ạ? Tùy cái size, có cái web mà cho người lao động thì chỉ trong tuổi lao động như vậy. Còn Facebook thì mấy tuổi cũng vô được, đúng không? 90 tuổi, 11 tuổi vẫn có thể vô được rồi. Các bạn có thể tạo Facebook được rồi. Cụ già 90 tuổi vẫn có thể vào Facebook được, cho nên người ta sẽ không có giới hạn kiểu đấy. Với cái này giới hạn kiểu khác. Rồi ok. Rồi bây giờ các bạn xem nhé, chúng ta sẽ giới hạn nào, chúng ta sẽ lấy được cái ngày, đúng không ạ? Và ngày sinh sẽ gắn bằng document get. Tôi gõ nhiều tôi cũng chán, txt ngày sinh. Có một đặc điểm khi các bạn đặt tên cho các cái biến của mình là các bạn đúng, đặt đúng chuẩn thì lần sau các bạn không cần phải mở cái này ra coi lại ông mình đã đặt là cái gì. Tại vì khi tôi đặt cái ngày sinh là tôi cứ ngầm định là đặt tên ngày sinh, hiểu không ạ? Các bạn đỡ phải quay lại các bạn nhìn. Cốt ít thì không sao, cốt nhiều các bạn cứ mở lại các bạn dò thì rất là mất thời gian, hiểu không ạ? Cho nên về nguyên tắc viết cốt là phải đặt tên đàng hoàng. Tôi nhìn thấy cốt của ai mà không đặt tên là tôi không muốn sửa, hiểu không ạ? Không đặt gì cả, cứ để form 1, form 2, form 3 là không muốn sửa rồi. Đó. Ok. Rồi, về cái ngày sinh. Cái này ngày sinh chấm value chẳng hạn. Đấy. Rồi. Bây giờ các bạn muốn check cái ngày. Khoan nha, các bạn lưu ý cho cô này, các bạn alert xem cái ngày sinh nó định dạng cái gì. Nếu các bạn không cẩn thận các bạn sẽ lộn nhầm với cái định dạng của nó. Ví dụ như này, các bạn nhìn thấy là Monday year là show ra thôi, còn cái mà value lưu trữ của nó lại khác. Các bạn chỉ cần alert nó xem nó là cái gì. Về ngày sinh. Đấy, các bạn alert nó ra nó xem là cái gì. Vì cái này cho nên là rất nhiều bạn bị lỗi khi các bạn viết code. Bởi vì các bạn cứ nghĩ là Monday year, thực ra không phải. Rồi nhá, tôi chạy ngày sinh này. If phủ định của is ngày sinh return false. Rồi ok, ví dụ như vậy. Tao gọi ở function insert rồi, chạy lại thôi. Ô, alert luôn hả? À, đúng rồi. Ví dụ ngày là 28 đi. Thêm. Thấy chưa? Thấy khác chưa? Cái value của nó không phải là Monday year đâu, mà nó là year, month xong rồi đến. Đây. Khi các bạn lấy, ví dụ các bạn làm PHP, các bạn lấy từ database xuống. Các bạn lấy database xuống là Monday year là đúng rồi. Và các bạn nhìn thấy đến này tôi cũng Monday year, các bạn đổ ra nó không nhận. Các bạn phải ép sang kiểu này nó mới nhận. Phải làm một cái convert. Convert cái kiểu Monday year sang cái này nó mới nhận. Các bạn nhìn thấy nha. Lúc nó hiển thị ở đây thì nó là Monday year, lúc nó value chính thức của nó lưu trữ thì nó là year Monday. Hiểu không?
nó khác nhau. Cho nên nếu các bạn không biết là lưu trữ kiểu gì là không sâu được. Và cái lỗi này nhiều bạn gặp lắm. Nói cô ơi sao em, ngoài cái em đổ dữ liệu ra đủ hết mà tại sao ngày tháng em đổ không ra. Đơn giản với định dạng của nó. Hết không? Đấy, ép sang cái nó ra liền. Hiểu không ạ? Ừ, đấy, một điểm cần lưu ý nhá. Rồi, thì vậy bây giờ khi check ngày tháng, các bạn check là các bạn cắt nó ra, split nó ra. Split theo cái gì ạ? Dấu gạch, gạch ngang. Hiểu không ạ? Lấy được năm, lấy được tháng, lấy được ngày thì ta có thể trừ ra được cái gì không ạ? Trừ ra được năm đúng không? Hiểu không ạ? Các bạn có split nó ra, tách nó ra thôi, đúng không ạ? Đây, tôi lấy anh này thì bây giờ ngày sinh nè, tôi sẽ tách nó ra nè. Và array ngày sinh gắn bằng v ngày sinh chấm split. Cái kết quả của cái split này nó sẽ là một mảng. Mảng này nó sẽ gồm 3 phần tử. Phần tử đầu sẽ là năm, sau sẽ là tháng và sau nữa là ngày. Hiểu không? Đó. Hoặc là em ép sang kiểu đây cũng được. Hoặc là em khỏi, em chỉ cần ép nó là khỏi tách. Tách này thì mất công lắm. Và sinh gán bằng new date, đưa cái về ngày sinh vào, nó trả về kiểu date. Và tôi sẽ là n sinh ngày sinh year sẽ bằng là ngày sinh chấm get year full year, đúng không? Đấy là một cách để lấy khỏi tách, khỏi split. Tách ra cái này. Đây, tôi biết được cái ngày sinh của nó nhiêu luôn. Dù cái này là năm 2018 đi. Gõ cho nó nhanh nhỉ. Cái này là 2017. Nó là 2017, được chưa? Thế thôi. Có nhiều cách để các bạn lấy, có rất nhiều cách, đúng không ạ? Còn tháng năm hôm nay thì sao? Năm hôm nay thì lấy gì đấy ạ? À? Và today sẽ gắn bằng new date, đúng không ạ? This year gắn bằng today chấm get full year. Lấy năm trừ năm, đồng ý không? Lấy tháng trừ tháng, so sánh thôi. Hiểu không nghĩa? Thế thôi. Lấy năm từ năm, đồng ý không? Có ý kiến gì không? Từ đây có lấy được ngày tháng năm sinh không? Cái ngày ở trên form, tôi bây giờ tôi không biết kiểu gì, nhưng tôi ép nó thành kiểu đế, tôi lấy được cái năm, cái ngày hiện tại. Đây, ngày sinh, cái này là ngày hiện tại, đúng chưa? Còn đây là năm sinh, đây là năm hiện tại, đúng không? If this year trừ cho n ngày sinh year, mà cái này bằng lớn hơn nhỏ hơn 18 hoặc lớn hơn 65 chẳng hạn. Hoặc là lớn hơn ví dụ 65. Đó thì đó. Tôi làm cái gì đó? Return phone, return to
Còn cái này là return false. Vậy thôi. Được chưa? Đó. Return true to report. Ok, còn cái này nếu ngày sinh ấy thì các bạn return ra. Mà return phone rồi thì chỗ này có thực hiện được nữa không ạ? Không đúng không? Ok. Rồi. Chạy thử. Cái này nó gọi thử cái này. Nó return là thôi khỏi không. Có return là không còn bật nữa. Ví dụ có để là ngày 01 tháng 01 năm ví dụ như là 18 tuổi là năm nhiều, nhỏ hơn 18 tuổi là 2017. Ok, 7 đi. Thêm. Có lỗi. Lỗi là không thêm được đúng không? Bây giờ tôi sửa lại là năm 2000 đi. Đúng không? 2000 thêm. Được chưa? Thế thôi. Còn cái giải thuật mà bắt ngày là tùy theo các bạn muốn bắt cái gì. Hiểu không ạ? Các bạn cứ viết thêm thôi. Và cái function nó nghĩa thầy cô viết riêng là thầy nó gọn không? Sau này tôi muốn sửa tôi chỉ sửa cái ngày này thôi. Sau này tôi gọi vào đây là hết. Cái này tôi chỉ cần một cái dòng code là ra. Đúng không nghĩa? Đấy, chính ra các bạn tách riêng nó sẽ dễ quản lý. Dễ quản lý. Nếu cái đấy các bạn chưa làm xong, các bạn có thể comment lại cũng được. Các bạn đóng nó lại, tôi chưa xử lý chỗ đấy cũng được. Ok không? Đồng ý không? Rồi. Vậy cái bài toán bắt lỗi này cô sẽ chia sẻ thêm một cái nữa, đó là review lợi expression, tức là biểu thức quy tắc á. Có biết cái đấy không? Biểu thức chính quy. Rành cái đấy không? Không rành. À rồi ok, tôi sẽ hướng dẫn một chút cho các bạn biết. Tôi nghĩ là nhiều bạn sẽ quên, trong nhất lúc tôi đang quay clip tôi sẽ nói luôn. Rồi bây giờ các bạn nghe nè. Biểu thức chính quy thì nó sẽ áp dụng vào trường hợp nào? Chính quy hay là quy tắc? Đó bây giờ nè, ngày tháng cũng áp dụng được nè. Điểm thì không cần, có cái này rồi nè. Email. Đúng không? Email. À, mã. Mã. Quy định bao nhiêu ký tự, phải có chữ PS ở đâu chẳng hạn. À, tên không có số. Đúng không? Rồi. Ok, bây giờ ta viết quy tắc. Đồng ý, ta sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Nhân tiện đây, tôi sẽ xem thêm một cái email với số điện thoại. Thích không? Muốn bắt số điện thoại không? Số điện thoại nữa ha. Tôi thêm hai form nữa, một cái email, một cái số điện thoại. Ok. Ở trong này ai rành cái biểu thức quy tắc? Hải rành không? Không luôn. Cường. 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 Biểu thức quy tắc. Biểu thức chính quy. Hoàng. Thúy Hoàng. Mấy đứa này phủ thế trời. Rồi ok, tiếp nè. Rồi nghe. Tôi không bắt các bạn nhớ, tôi không yêu cầu các bạn nhớ, nhưng mà tôi sẽ yêu cầu các bạn nhớ quy tắc. Nhớ sơ sơ thôi, không cần nhớ nhiều, nhưng phải biết cách làm. Rồi bây giờ nè. Input. Đầu tiên là cái gì ta? Email đúng không? Email. Cái email này bắt nó mắc cười lắm. Nó bắt mỗi dấu móc à? Nó chỉ cho có vậy thôi, bắt dấu móc thôi, không có ý nghĩa gì. Đúng không? Rồi. Name. Text email. ID. Text email. Placeholder. Nhập email. Tôi cũng có cái bắt lỗi. Email. Đấy, tôi đặt đúng quy tắc là sau không có ngại nữa. Đúng không ạ? Các bạn đỡ được bao nhiêu công sức luôn. Cái này là số điện thoại. Thực ra telephone nó cũng có một cái gọi là tell. Đúng không ạ? Có. HTML5 học rồi.
Dưới tiếng trời nó xuống gì? nghĩa là nghĩa đúng không? Telephone number đúng không? Rồi. Ừ, riết rồi cô dạy lại hết luôn. Rồi ok. Đấy, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm mấy cái này. Email nó không bắt cái này đâu, nó bắt một cái dấu âm móc à. Có dấu âm móc là được. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ tôi sẽ bắt mã trước đúng không? Nhìn nè, cái mã này là bắt buộc phải có ví dụ như PS ở đầu. Còn sau là 4-5 chữ số, đúng mã của các bạn không? Sau là 5 chữ số, 5 số, còn đầu phải là chữ PS. Ok, nhìn. Cách viết biểu thức quy tắc nè. Tôi viết cái này, riêng cái này tôi lỡ viết chung vào đây, tôi viết luôn cái chỗ mã. Tôi viết chung luôn. Cái này bắt lỗi trống trước, tôi để đó. Ok, tôi bắt lỗi thứ hai. Lỗi để trống là riêng một lỗi, lỗi này là một lỗi khác. Rồi các bạn nhìn nè. Tôi viết dưới này trước xin lỗi. Biểu thức quy tắc là gì? Cái biểu thức quy tắc này nó sẽ rút gọn code từ có thể từ 100 dòng xuống còn 3 dòng. Ví dụ cái email. Email mà cái thời xưa của cô ấy, cái thời mà đấy kể chuyện ngày xưa năm 2000. Cái thời đấy là cái web chưa phát triển đâu, cũng biết JavaScript. Mà ngày xưa tôi viết Perl script. Ghê không? Ngôn ngữ tuyệt chủng rồi. Perl script. Mà các bạn biết không, cái code mà code JavaScript mà tôi bây giờ còn lưu cái code đấy, ở trong ổ cứng của tôi vẫn còn lưu cái code đấy. Tôi bắt mà cái email là bắt phải cả 100 dòng mà vẫn không chính xác. Biết vì sao không chính xác không? Đầu tiên là em phải lấy một cái chuỗi, đúng không? Em for từ đầu chuỗi đến cuối chuỗi. Em lấy từng ký từ một, em so sánh. Em so sánh các ký từ nào là amoc, đúng không? Sau amoc nó là ký từ hay là số, sau đến với dấu chấm. Rồi lại tiếp tục đến số, đến ký từ gì đó, xong đến dấu chấm. Bắt lỗi như vậy, các bạn tưởng tượng bắt lỗi như vậy mà dùng câu lệnh JavaScript thuần, dùng cái câu lệnh mà for bình thường, for while if else bình thường thôi, và so sánh từng ký từ một mà vẫn không chính xác, không thể chính xác được. Không chính xác được cả 100 dòng như vậy. Nhưng bây giờ nếu dùng regular expression, nó thu lại còn có 3 dòng. Dòng thứ nhất là tạo mẫu. Của 5 dòng đó. Dòng thứ hai là kiểm tra if. Vậy xuất ra lỗi cho là 5 dòng đi. Vậy hiểu không ạ? Vậy nói chung cái gì cũng phải có trả giá. Nhưng mà tôi nghĩ cái này trả giá ít hơn người kia. Cái kia nói thật, cái logic á, mà if else nó phức tạp lắm. Chắc chắn các bạn mà nhìn thấy code đấy các bạn cũng điên đầu. Nhưng cái này các bạn chỉ cần học cái quy tắc thôi. Mà cái trả giá mà học cho quy tắc á, nó còn dễ hơn rất nhiều lần so với các bạn làm cái if else đấy. Hiểu không ạ? Đấy, nó dễ hơn nhiều. Vậy nó là quy tắc gì? Bây giờ nè, các bạn học được thì trong JavaScript cũng giống nè, trong Java cũng giống nè, trong mấy cái ngôn ngữ khác nó viết y như vậy luôn. Cho nên là các bạn học, thực ra học một lần thôi, áp dụng cho mọi nơi nó giống nhau, chỉ khác nhau chút xíu thôi. Tức là cái quy tắc viết thôi, tức là cái cú pháp thôi, chứ còn quy tắc là giống nhau. Hiểu không ạ? Vậy ta sẽ tạo, đầu tiên bước 1 là ta tạo một cái mẫu. Ta biết bước 1 là ta tạo một cái mẫu. Được chưa? Tạo mẫu. Thì tạo mẫu ta sẽ làm như sau. Và cái regular expression dành cho cái mã sẽ bằng xẹt xẹt chấm phẩy. Đó. Rồi, trong cái xẹt xẹt này gồm cái gì nè? Cái đô la, cái mũ này là cái bắt đầu, nó đánh dấu là tôi đang check cái điểm đầu tiên. Thực ra cái lời áp dụng nhiều chỗ nha, nó có thể thay thế, replace, có thể xóa khớp một khúc thôi. Và cái khúc này nếu tôi để dấu mũ, tức là tôi xóa khớp từ đầu đến cái khúc nào đó,
Hiểu không? Rồi dấu đô la nè, là khúc cuối. Vậy nếu tôi để vừa cả mũ vừa cả đô la, có nghĩa là tôi chặn đầu chặn cuối luôn, tôi xuất khớp nguyên cả chuỗi luôn. Hiểu không? Tức là mũ thì chặn đầu thôi, tôi so sánh bắt đầu từ đầu, còn đến đâu tôi còn không biết. Đô la là tôi so sánh từ đâu đó tôi về cuối, tức là chặn cuối, tôi phải so sánh khớp khúc cuối không khớp, lỗi. Hiểu không? Nhưng lại trong một cái mẫu mà tôi vừa để cả dấu mũ vừa để cả đô la, nghĩa là tôi chặn đầu chặn cuối luôn, nghĩa là tôi so khớp nguyên cả chuỗi. Hiểu không ạ? Rồi bây giờ cái mã của tôi nè, cái mã của tôi là tôi bắt buộc phải có chữ PS ở đầu, tôi PS viết hoa luôn. Hoa thường nếu không quan trọng thì các bạn có thể để cả hoa cả thường, nhưng mà tôi viết hoa luôn. À ví dụ như 5 số 1, 2, 3, 4, 5, ví dụ như vậy. Đúng không ạ? Đó, ok. Số cuối cùng không thể là số 0 được. À chứ chắc có thể có. Ok, nó đừng khó quá phức tạp lắm. Được chưa? Ví dụ như vậy. Ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ tạo mẫu nè. Chữ PS bắt buộc thì chỗ này các bạn để cho tôi chữ PS. Vậy thôi. Được chưa? 5 số sau, số ở trong cái mẫu nó có hai cách để viết. Cách thứ nhất là tôi để cái này từ 0 tới 9, thì đó là số. Một ký tự thôi, trong dấu mốc vuông là một ký tự, và một ký tự này chỉ được 0 đến 9 thôi. Đó là cách viết thứ nhất. Cách viết thứ hai là xẹt D, D là digit. D thường nha, D hoa viết khác ạ. D hoa là cái khác rồi. Thì cách này cũng một ký tự thôi, nhưng mà ký tự đấy phải là số. Rồi lặp 5 lần, chính xác 5 lần luôn. Chính xác 5 lần, ghi như vậy cho tôi. Lặp 5 lần. Đúng không ạ? 4 lần cũng sai, 6 lần cũng sai. Ok. Rồi, tôi vừa tạo được một cái mẫu như ý muốn. Okay. Rồi, nếu mà rồi ok, vậy đi. Íp. Cái mẫu này mà so khớp với cái chuỗi của tôi, chuỗi mã ấy nè, mã V mã chấm test. Rẹt mã. Nếu mà không so khớp, à tôi viết ngược rồi, cái này phải là rẹt mã viết trước, con này là vế mẫu viết sau, mẫu viết trước. Đó, mã không đúng định dạng, được chưa? Vế sửa lại với thôi, chạy. Nhập chữ A đầu bảo lối liền. Chữ P S 00001. Hết lối chưa? Xóa. Lối chưa? Bảo lối khác, bạn chưa nhập mã. Hiểu không? Gọn không? Gọn không? Không ít không eo thì trách rất dễ. Đó là regular expression. Ok. Đó. Cái đấy các bạn nên biết, phải nên dùng. Không có gì không dùng cả. Nó quá gọn luôn. Nó quá ngắn. Tại vì các bạn chưa từng trải qua cái thời điểm mà tôi đã từng viết những cái code nhìn dài như vậy, các bạn mới thấy cái giá trị của cái regular. Thấy cái giá trị nó nằm ở đâu. Nó viết rất đơn giản, một cái bất lối phức tạp vô cùng trở thành đơn giản. Rồi bắt lỗi phức tạp thứ hai nè. Email. Ha. Tôi bắt lỗi email cho các bạn coi. Ê. Email nè. Function, viết một cái hàm nhé. Function is email. Cái chữ is là có nghĩa là có phải là email không? Tôi đặt vậy là có ý nghĩa. Đúng không? Rồi.
Tôi cũng tương tự, tôi làm này. Tết email được chưa? Thực ra code này của cô còn thu gọn được nữa, nhưng mà từ từ tôi sẽ chỉ cách thu gọn sau. Vẫn thu gọn được nữa, tôi truyền đổi số vào tôi thu gọn được nữa. Tôi sẽ không gõ cái này đâu, tôi truyền cái email vào đây, hiểu không? Tôi không đặt trực tiếp cái này mà tôi đặt vào đây, được không? Tôi truyền đổi số vào, tôi chỉ cách luôn, chỉ luôn những cái dưới các bạn sẽ chỉnh sau đấy. Các bạn vừa viết tôi chỉ cách các bạn tối ưu nhá, cách viết thì email các bạn có thể sử dụng nhiều lần mà, có thể sử dụng chỗ khác đúng không? Tôi truyền vào là về email. Vậy chỗ này cần không? Không cần nữa, tôi đã truyền vào rồi, được chưa? Tôi đặt một cái button nè, tạo mẫu, tạo mẫu cho email. Cái mẫu email các bạn nhìn nhá, ví dụ như này, hường.tt@fe.edu.vn có hợp lý không? Có hợp, có đúng không ạ? À, hường.tt@gmail.com hợp không? Rồi còn nào nữa các bạn? Còn định dạng nào khác không? Outlook. Ở Outlook ok rồi, còn có định dạng nào lạ hơn không? FPT có, cuối cùng một định dạng rồi. Có định dạng nào khác cái định dạng này trên không? Có chấm chấm phẩy phẩy gì khác khác không? Có số không ạ? À? À có số. Ví dụ như của cô là cái này 43 là có số luôn. Cái khúc sau này có số không ạ? Sao không được? Hương tê tê. À cái gì à? À flower for you. Có không? Có tên miền nào for you không? Rồi Hương tê tê amok Java 2 giây có không? Có chứ sao không có. Tên miền có số chứ. Giờ vào 2 giây. Tôi luyên hoài. Có chứ. Hiểu không? Có đúng không? Bây giờ nhìn cái mẫu nè. Thậm chí là đằng trước này còn có chấm nữa cơ. Mà thôi tôi viết đơn giản một chút các bạn nhìn cho dễ. Cái chuỗi đầu ta phải xét nè, cái mẫu nè, cái chuỗi đầu nó gồm cả chữ, cả số, thậm chí có cả ship gạch. Đúng không? Ông nào mà tinh tinh vậy? Thậm chí có cả ship gạch đúng không? Rồi. Đúng không ạ? Tối thiểu bao nhiêu? Hai trở lên đúng không? Còn đến bao nhiêu tùy các bạn. Có thể đến vô cùng hoặc là đến bao nhiêu đó tùy. Bây giờ tôi tạo cái mẫu nha. Rẹt email và rẹt email gắn bằng. Đấy các bạn cứ thế mà làm thôi. Mũ và đô la. Rồi các bạn nhìn nè. Có anh này thú vị nè. Sẹt W thường. Anh sẹt W này nó bao gồm ship gạch, chữ và số luôn. Riêng anh sẹt W này bao gồm cả ship gạch, cái gạch chân ở dưới á, và chữ và số luôn. Anh này hay vậy đó. Còn bạn nào mà rảnh rỗi thì gõ như này, một ký tự A từ Z, A hoa từ Z hoa, ship gạch 0 từ 9. Ờ đó là rảnh ha. Còn không thì bản thân anh sẹt W này anh guột, anh sẹt W này là anh đã đủ rồi. Anh đủ vượt ship gạch luôn. Underscore. À vừa cả 0 đến 9. Vừa cả W vừa cả ký tự A tới Z luôn, cả hoa cả thương luôn. Ok, rồi. Anh này sẽ là lặp tối thiểu là 2 lần. Đây là lặp, trong dấu mốc nhọn là lặp. Còn
Lặp, nếu mà lặp đến bạn nào mà maximum để 20 lần. Còn nếu các bạn không muốn hát maximum mà để đến bao nhiêu lần tùy bạn, thì tôi để phẩy để bỏ ngỏ đó, bao nhiêu lần cũng được. Hiểu không ạ? Rồi amok. Sau amok cũng có vừa chữ vừa số. Vừa chữ vừa số. Nếu bạn nào cẩn thận hơn á, ký từ đầu tiên bắt buộc phải là chữ, không được số. Đúng không? Ký từ đầu tiên số đúng không ạ? Hai Hương được không? Có email nào tên là Hai Hương không? Có không? Có cho không? Cho luôn à? Ghê vậy. Thôi kệ. Rồi. Rồi cái này, cái tên miền ít nhất là hai ký từ đúng không? Có một ký từ không? Có không? Ký từ đầu tiên có bắt buộc phải là số không? Thôi kệ nó đi. Rồi bây giờ xẹt W tiếp. Copy luôn cái này ra đây. Giống nhau đúng không? Đó. Và các bạn quan tâm đến cái lặp đây nè. À, dấu chấm. Dấu chấm thì nó là hình như cũng ký từ đặc biệt đó. Xẹt phải, khi dùng nó phải là xẹt chấm đó. Bây giờ dấu chấm thì sao? Các bạn nhìn nhá. Sau dấu chấm nó sẽ, các bạn thấy là dấu chấm phải đi với chữ. Dấu chấm đứng một mình là sai, ví dụ trường hợp sai nè. Ví dụ Hương TT amok FE chấm edu chấm phát chấm cái là anh này dấu chấm đứng bơ vơ là sai. Đúng không? Phải đi về chữ. Vậy các bạn, tôi sẽ nhóm hai anh này thành một nhóm đúng không? Vậy nhóm ở trong cái này nhóm là dấu móc tròn. Tôi nhẹ nó nhẹ nhóm nè, dấu chấm nè. Được chưa? Kết hợp với chữ. Chữ đây thôi, không có số ở trong này. Thì có phải là A đến Z hoặc là A hoa đến Z hoa đúng không? Nó lặp mấy lần? Khi thì 2, khi thì 3. Vậy bản thân nó sẽ lặp gì ạ? 2 hoặc 3 lần. Đồng ý không? Rồi nhìn tiếp nào. Cả cùng này lặp mấy lần? Cả cùng mới có dấu chấm luôn đó. 1 hoặc 2 lần. Vậy cái lặp nó nằm ở đâu thì cái phần đấy lặp. Thấy chưa? Thấy chưa? Nào, cái lặp này đứng sau một ký từ này thì một ký từ này lặp thôi. Cái lặp này đứng sau cả cùng thì cả cùng này lặp. Cả cùng này lặp, đúng không? Hiểu chưa? Một hoặc hai lần lặp. Ok. Ok. Tôi được một cái mẫu email. Ồ, tôi viết sai ở đây cái dấu đô la, xin lỗi. Dấu đô la phải để cuối cùng, sorry. Được chưa? Ok. Vậy tôi tạo được cái mẫu email. Các bạn có thể check như sau, if gì ạ? Phủ định của cái rect email chấm test. Rồi về email thì tôi bảo lỗi. Hoặc các bạn không cần bảo lỗi mà các bạn return false. Còn ngược lại không rơi vào đây thì sẽ là return true. Xong chưa? Rồi tôi dùng nào. Tôi để trong cái validation form. Đó. Email trước ngày sinh đúng không? If is email truyền vào cái document chấm get element by đi. Email text email chấm value. Nếu cái này mà để tôi return false. Okay.
Các bạn có thể trả về lỗi, bắt lỗi trả về lỗi. Error của email. Email không đúng định dạng. Đấy, các bạn chạy lại. Nhập cái này, nhập mã, nhập PS 00001. Rồi các bạn thấy là email không đúng định dạng, nó bật ra luôn. Đúng ạ, vì cái này là nó hết lỗi. Ấy, à tôi chưa xóa. Tôi phải viết một cái dòng xóa nữa. Đó, cái này PS 00001. Email không đúng định dạng, email đúng định dạng rồi thì nó sẽ... Ồ, lỗi gì ạ? Sao nó vẫn bảo lỗi email không đúng định dạng? Check W2 đến bao nhiêu lần cũng được. Ồ, sạc thiếu dấu sạc đây, thấy không? Thấy không ạ? Thiếu sạc W còn lỗi. Rồi chạy lại. Đúng chưa? Đúng không? Còn những cái khác thì tôi nghĩ là dễ hơn cái email nhiều. Vậy để học là học cái này các bạn vào đâu? Các bạn search cho cô cái dòng là regular expression in JavaScript ra. Và đây là quy tắc. Quy tắc nó nhiều. Ta có nè, quy tắc để hiển thị ký tự nè, hiển thị số nè, quy tắc lặp nè. Lặp là rất quan tâm nha. Nó lặp bao nhiêu lần. Và nhóm, group. Đó, có mấy quy tắc quan trọng. Được chưa? Nhóm là 1, lặp là 2, và thể hiện ký tự là 3. Tức là cái ký tự này nó thể hiện cái gì? Các bạn phải nhớ. Số, ví dụ sẹt D, sẹt W, sẹt W hoa thì lại ngược lại của sẹt W thường. Cái D hoa thì ngược với D thường. D thường số, D hoa không phải số. Ví dụ như vậy. Và để nhớ thì làm nhiều. Nếu lỡ không nhớ, các bạn có thể lên các bạn tra lại xem nó là cái gì. Các bạn biết cách dùng, biết cách làm là được. Hiểu không ạ? Không cần phải nhớ hết. Thực ra cái viết sẵn của người ta có thể lại không đúng ý mình. Khi nếu mà lấy xuống thì các bạn có thể là sửa, muốn sửa lại các bạn phải hiểu mới sửa được. Các bạn không hiểu, không biết cách sửa. Cô nói rồi, không nhức đầu bằng cái việc các bạn cứ if, else, for, why ở một loạt. Các bạn chưa trả giá bằng cái ngày xưa của cô á, thì các bạn chưa thấy nó quý. Ngày xưa các bạn biết nó viết code nó dài dằng dặc thế này, bây giờ nó thu lại có mấy dòng, thấy không? 4 dòng, 3 dòng. Đúng chưa? Nó khác nhau. Hiểu không ạ? Đó, ok, xong cái phần bắt lỗi, bây giờ ta quay lại. Sửa. Coi như là bắt lỗi thành công nhá. Những cái gì mà thiếu trong phần bắt lỗi các bạn sẽ sửa lại sau. Thì bây giờ ta quay lại bài này, các bạn sẽ thấy là bây giờ tôi sẽ có bao nhiêu trường. 1 trường, 2 trường, 3 trường, 4 trường, 5 trường và 6 trường. 6 thuộc tính. Bây giờ các bạn làm object nó hay ở một chỗ là khi các bạn thêm bao nhiêu thuộc tính nữa hầu như nó không ảnh hưởng đến code. Hiểu không ạ? Hầu như nó không ảnh hưởng đến code. Bây giờ mã, tên, email. Ta chỉ cần did.email bằng email. Did.phone telephone bằng telephone. Rồi, ngày sinh. Did.ngày sinh gán bằng ngày sinh. Đó, ta chỉ cần thêm một đây là tên, phẩy, email, phẩy, telephone. Và đây ta thêm cái gì ạ? Ngày sinh. Thế thôi. Còn ở đây các bạn, hàm này không đổi, đúng không?
xuất ra có đổi chút xíu, nhưng mà hàm xuất này có dùng không ạ? Giờ không dùng. Hàm xuất này tôi dùng ở cái demo dưới này bữa trước thôi, hiểu ý không? Nhưng mà các bạn mà muốn dùng nó thì các bạn thêm vào cho tôi thôi, đúng không? Tên. Nếu bạn nào muốn dùng cái này thì dùng cái này ạ. À, cái này là email. Phone. Cái này là gì? Ngày sinh à? Đáng lẽ ngày sinh để trước hay hơn nhỉ? Ngày sinh. Đó. Ê, cái này tôi đổi luôn, các bạn nhìn dễ. Thực ra cái này đổi vị trí để các bạn khỏi nhầm lẫn, nó sẽ dễ hơn. Và đây ngoài này cô cũng đổi luôn. Nó có lý do, để các bạn quen dùng rồi các bạn đỡ bị nhầm, đúng không? Hiểu không? Ok. Đấy, đỡ bị nhầm ngày sinh xong mình điền điểm rồi. Bây giờ table nào, mã, tên, điểm. Rồi cô xem cái gì ạ? Hai ba, thêm ba cái nữa. Cái này sẽ là email. Cái này sẽ là telephone, phone. Ngày sinh. Cái này là 100%. Ok. Được chưa? Văng ra đây. Rồi, bây giờ có thêm cái thì nó văng đây. Bây giờ tôi sẽ sửa lại đây nè. Sale nó tăng mấy sale, thêm 3 sale nữa đúng không? Sale 0, sale 1, sale 2, sale 3. Add sale 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7, đúng rồi. 3, 4, 5, 6. Sale 1. Đúng chưa? Cái này dùng được lọc. Dùng được không? Dùng được. Nhưng mà thôi không cần. Được chưa? Cái này các bạn có sale 0 thì mã tên. Sale 1 là ta để cái gì? Sale 2 là ta đít chấm ý mail. Sale 3 đây là sale 6 nè, xếp loài tôi để 6 đúng không? 1 2 3. 3 của tôi sẽ là telephone. 4 của cô. 5. 4 sẽ là ngày sinh. 5 sẽ là điểm. Ok. Rồi, bắt lỗi thì nó phải nhập tử tế. Nhập tên ABC gì đó. Email gì đó. Ừ. Lỡ bắt lỗi phải nhập tử tế. Không lóng nó cho đi. Khổ vậy. Đương nhiên tôi để return rồi, đi gì nữa. Đúng không? Ồ, ông này cũng không cho đi nè. 101 52 nghìn. Rồi điểm 10. Thêm. Ồ, undefined. Cái này. À, chỗ insert tôi chưa sửa. Xin lỗi, tôi sửa chưa sửa cái insert. Thấy chưa? Mã gì? Tên, email, telephone, ngày sinh. Ok, thiếu. Tên, email. Đó, đâu dễ đâu. À, sửa lại hết. Telephone. Ngày sinh. Đó.
Ok. Lại. Không một, không một, hai một, hai ba, mười. Thêm. Rồi ra chưa? Nó ra các bạn thấy nè, 11 năm 2000 là nó ra cái kiểu này, ngang. Muốn nó hiển thị giống kiểu này thì ở đây phải convert đó. Biết cách convert không? Điểm phẩy cái định dạng, new điểm phẩy cái định dạng của nó. Cách dùng. Nhớ không? Nhớ không? New date đó, new date. Ô lô nè. Đổi hả? Ngày sinh mới điểm. Ngày sinh là điểm. Số 5, số 6 đúng rồi. Số 5. Số 4. Ngày sinh mới điểm. Ủa đúng rồi, lộn chỗ nào ta? À đây. Đúng không? Trên này không sửa. Thật là tệ. À, ok, sửa là ra. Được chưa? Đó trên này, ok. Rồi, bây giờ sửa nè. Bây giờ tôi click chuột vào đây. Click chuột vào đây. Thì tôi phải, nó sẽ hiển thị lên đây. Được không? Click chuột dòng này lên đây, click chuột dòng này lên đây. Ok. Đó, cái này là 12. Như vậy. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có nhiều dòng. Và tôi sẽ row, mỗi row này tôi sẽ click chuột. Đơn trỏ click chuột vào đây nó sẽ bay lên đây. Thì các bạn sẽ lưu ý cho cô nè. Nó sẽ cập nhật là nó sẽ cập nhật theo dòng. Đúng không ạ? Nó cập nhật theo dòng. Ở đây tôi sẽ có row, cái này là row không, row 1. Tôi đẩy lên đây tôi phải lưu lại là tôi đang sửa cái row 1. Tôi phải giữ lại tôi đang click vào row mấy. Và khi sửa tôi sửa lại đúng cái row đó. Hiểu không? Tôi check vào row đây row 2. Tôi phải hiểu là tôi đang sửa cái row 2. Hiểu không ạ? Thì có một cái rất hay ở chỗ này, tôi click vào chỗ nào ở đây thì nó đều lấy được cha của nó, cái row bao nhiêu. Hiểu không ạ? Tôi click bất kỳ một vị trí nào trên này, nó là TD, một chỗ nào trên này thì đều nó hiểu là tôi đang chọn với cha của nó. Bây giờ như này. Cái anh này, tôi sửa một chút xíu. Là row. Rồi, update. Function, tôi viết cái hàm function. Update. Đó. Insert thì tôi không quan tâm tôi insert vào cái gì, như update thì tôi cần quan tâm là tôi đang update là cái row nào, dòng nào, đúng không? Dòng nào. Cái này xử lý nó khó hơn cái anh JavaScript thuần một chút, bởi vì là tôi đang dùng đến cái table. Ok. Rồi. Khi tôi insert row thì tôi đưa con trỏ vào. Đưa con trỏ vào, tôi sẽ lấy được cái cha của nó. Không. Thực ra thì nếu tôi làm cái edit thì nó dễ hơn. Không,
Tôi để một cái button edit ở đây nó dễ hơn. Dễ hơn, tôi phải click vào từng dòng này. Tại vì cái này hơi khó một chút, bởi vì tôi không có thấy, tôi không có thẻ TR. Nhưng mà đúng ra là tôi click được từng dòng luôn. Bây giờ nè, vậy ta phải thêm một cái cell nữa đúng không? Để dễ xử lý là ta phải thêm một cái cell nữa đúng không? Để cell, để cái thẻ edit á. Ở đây nè, ta xem cái cell nữa, cell 7 đúng không? Đúng không các bạn? Và đây ta có cell 7.html nè. Nhìn nè. Bằng cái này nè, viết các bạn nhìn nha. A href, a href button đi, button đi, button click cho vui hả? Thực ra thẻ gì cũng được, thẻ gì cũng được đúng không? Tôi để thẻ p cũng được, thẻ span cũng được. A thì có cái link, có cái href, mà href tại vì tôi đâu có nhảy đến trang nào đâu, tôi để href, tôi để cái thẻ span, tôi thích cái thẻ này. Được chưa? Tôi để các bạn là edit. Rồi, delete span. Delete. Đúng không? Đúng chưa? Ok. Thẻ span. Và trong sẻ thẻ span này thì tôi để cái class là link. À, class của tôi là để là link button. À, tôi để như này. Các bạn sẽ thấy tôi làm một chút biến hóa nha. Đây. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy nè. Ở đây tôi để cái css cho nó. Chấm link button. Cái này tôi để là underscore text, text decoration, decoration bằng là underline, đúng không? Nhập nó mới ra, không nhập đâu có ra. Thẻ underline chưa? Đồng ý không? Các bạn cảm giác như là link, hiểu không ạ? Như là cái link vậy, nó không phải là link. Rồi, đưa bàn tay vô cơ sở thôi tớ khá lớn blue ý như linh vậy, bị lừa ha, lừa cho vui. Ê, bây giờ như này nha, làm ơn tôi bỏ cái validation form đi nha. Mất công lắm. Tôi đâu rồi validation của tôi, đâu em validation đâu rồi, đây bỏ cái này nha, đó comment nó lại thôi, dễ. Một a à, anh này vẫn chạy khổ ghê, khổ này ông tử tế quá, xóa đi cái này các bạn check sau đi ha. Khó chịu quá lấy đài. Thêm y như cái link vậy, đưa bàn tay vô luôn. Ghê không? Ghê không? Đấy, vậy thôi. Hiểu không ạ? Bây giờ tôi sẽ viết một on click, với cái hàm on click tôi sẽ gọi đến cái update. Hiểu không ạ? Đấy, khi tôi edit cái thì nó đổ dữ liệu lên đây. Delete cái thì đổ dữ liệu lên tôi mới xóa, ví dụ vậy. Tùy ha, tùy. Nhưng mà đúng hơn, hay hơn là phải click vào từng cái một. Rồi, như cái này bị vướng một chút, nó viết xử lý hơi lâu.
Để tôi sửa mất thời gian. Rồi, tôi viết cái hàm. Ở đây các bạn nhìn nào, tôi chèn vô cái hàm. Đây, on click nè, nhìn nào, on click bằng update. Đúng chưa? Còn cái hàm này delete tôi làm sau. Update ha. Rồi trong update này ta lấy được cái gì nè? Khi tôi click chuột vào anh này thì tôi lấy cha của ông được. Cha ông này sẽ là thẻ TD, đúng không? Mà cha của thẻ TD sẽ là thẻ thẻ TR Crow. Thì tôi truyền được, tôi lấy được anh cha của nó, cái thẻ TR của nó. Trong cái thẻ TR này thì tôi sẽ lấy là được cái nó đang ở cái row nào, index cái row nào, dòng nào, hiểu không? Đấy, để làm thì các bạn test nào. Tôi truyền vào chính nó đi. Dit là chính nó, line span này, đúng không? Cái thẻ span này đó, ta sẽ có là và parent 1 gắn bằng là cái này là object nè. Object. My object. My object chấm parent. Sao ta? Parent. Cái object của nó, một cái thẻ object, xong lấy cha của nó. Parent node hả? Parent tag, parent node. Tag name. Alert. Parent mode. Mode, mode, mode. Edit. Rồi lỗi. Can not read tag name of undefined. Nó không phải là parent node. Đây. Đây lỗi ở chỗ này. Lấy cái parent. Hình như là tôi nhớ không nhầm là parent. Hiểu không? Dư hả? Chắc là tôi mở ra tôi coi cho chắc ăn đi chứ. Thêm luôn. Thẻ TD. Đúng không? Parent node, cha của nó TD. Vậy cha của TD sẽ là thẻ gì? Cái thẻ TR. Hiểu không? Thẻ TR của chính nó, tôi lấy được row. Tôi lấy được cái node index, row index. Rồi, bây giờ nhìn nhá. Đây, và parent mà cái TR TR này sẽ bằng là parent 1 chấm parent node, node cha của nó chấm index row index alert. Giả sử hả? Nhầm nhỏ. Nhầm nhỏ thành trồng trọt. Lấy được TR. Cái này là gì? Tạc nêm đúng không?
undefined. À quên, cô quên, thế thôi. Đúng chưa? Row index. Quên, quên. Thấy chưa? Hay gì á? Được chưa? Có row index rồi dễ. Có row index rồi tôi có lấy được từng cái dòng của nó không? Lấy từng từng cái phân tử của nó đẩy lên không? Hiểu không? Được rồi. Vậy thôi. À rồi lấy lên. Hả? Đúng rồi, được được rồi. Bây giờ tôi đẩy nè. Ừ. Đây cái anh này à. Có phải anh này không? Đâu rồi, nhiều quá, tùm lum rồi. Rồi update. Rồi, cái anh table này. Anh table này xong anh tôi lấy là và mã gán bằng table.rows. Tôi được row index vào. Cái này đúng không? Và current index gán bằng prtr.rowindex. Tôi bỏ anh này đi nha. Chấm vị trí cell. Không biết có chữ S không nha. Không. Chấm inner sẽ không thôi đủ rồi sao. Rồi ok. Tôi sẽ lấy cái anh này. Document. TXT mã chấm value gán bằng mã được không? PS0001 khoan. Nghe chưa? 2, 3 thêm PS0001 thêm rồi số 1 số 3 được chưa? Viết cốt thuần nó vậy. Không có hai cách. Cách này là tại vì cô đang dùng table. Cách mà dùng deep á, cái dưới này là cô không dùng table mà cô dùng deep để cô đổ á, thì nó khác nữa. Đấy, nó có cái cách hay của nó nữa. Hiểu không? Cái này là table. Đó, edit. Thì các bạn đã giữ lại được cái row rồi. Thì cập nhật đúng cái row này thôi. Hiểu không? Cập nhật đúng lên cái row này thôi, có gì đâu. Hiểu không ạ? Sửa dưới, ở dưới này cập nhật. Sửa trên này, dưới này cập nhật thôi. Tại vì các bạn đã bắt được cái row vị trí thứ mấy rồi. Hiểu ý không? Đấy. Nó hơi logic một tí. Rồi bây giờ
về nhà chịu khó xem cho cô nhá, xem kỹ xem lại. Tại vì trong quá trình cô làm, cô có test đi nữa, test đi test lại cái phần của cô, thì quá trình mà cô test thử đó là cũng để các bạn học luôn, hiểu không? Để các bạn học luôn. Nhá. Rồi.